rồi chút dữ nè. Rất là bún luôn. Cái này đủ mẹ kéo lên này, có môn kéo cái chiếc máy cắt lên trên bờ luôn. Còn kéo được. Kéo cho nó sát sát vô đây nè, mất cộng có. Mình xong cái máy W102 với chiếc máy kéo đang di chuyển trên lộ ấy các bạn. Nên này cũng đậu đây coi nữa nè. Này thêm người đứng lên máy cho nó đè cái máy cuộn rơm này cho nặng kéo nó không bị tuôn bánh các bạn ơi. Đó, lên như một xe luôn nè. Lên mười mấy người luôn nè. Rồi chuẩn bị kéo nha, mình quay ở dưới chiếc phà các bạn ơi. Ê, vô xích. Rồi. Ôi. Vô. Bứt cái cây luôn rồi, bứt cây phà. Vô cái gì á? Đẩy cây. Bứt cây phà gì rồi. Nãy giờ chịu nó lâu quá nè. Trời khó rồi nha. Bứt cái này là khó đó, không có chỗ buộc. Buộc vô dưới cầu luôn đi. Các bạn ơi, giờ kiếm mà chỗ khác để buộc lại nha. Máy cuộn rơm cũng đầu máy đây sẽ phải mưa cái gì nè. Mò đồ lên cũng giật. Đồ chìm chứ. Mày còn đâm. Giờ bắt xích vô kéo cho chiếc phà nó đồng lại các bạn ơi, nãy nó bị xích cái cong phà ra rồi nhà nó nghiêng, giờ kéo một cọng bên đây. Ôi nó ngay lại. Ngay lại. Lên được tới đây không lên. Thôi nói ngủ chứ không nhiêu mày. Nãy luôn. Điều gan lại là lên tới đây. Dốc này khó bơm. Đụng là phải mà kéo qua bên bếp ở bên đó, đụng mẹ không lên cái bãi bên đó nó dễ lên. Mà... sâu lắm, dạ. Sâu lắm. Hả? Sâu lắm. Ở bên kia hả? Dư bên kia lộ xe đồ chạy ngang lộ khó lắm. Nó khó chứ còn cái ở bên kia cái bãi nó ra tới gần nửa sông này nè. Gần nửa sông này lên trên kia, lên trên bãi quay qua. Bữa nãy giờ rồi. Cái này khó bơm nè. Cái này khó bơm. Nó nằm ngang luôn được. Mình nó chạy, nó còn nữa. Thì cái này chút là mình ra mình ra máy.
Rồi bây giờ ghe lại cho hai cái cộng dây xích nó động lại một cái nữa các bạn ơi. Đó động rồi, động. Này kêu người lên đứng nữa các bạn ơi, đứng cho nó nặng cái chiếc cái cuộn gom lại kéo được. Đó. Rồi chiếc dưới nè. Gớt gì à? Gớt đồ gì? Cái này đúng xà xà mà nhiều chết nó búng quá. Đó. Cái này mà vợ đủ tên. Giờ xúc lại móc thịt nó trước ngày cho nó bớt cái mũi xuống. Cái mũi này nó quá rồi. Giờ xúc lại móc thịt bớt. Bóc thịt cho cái lá nhổng lại. Đùa ra gì đó là nó hạ cái mũi xuống à. Rồi chịu đi, móc xình đi. Đúng quá, đúng cái này bơm nước lại không được ha. Cái lái còn sâu quá rồi bơm. Mấy anh tìm cách nè các bạn ơi. Mày mới có nửa đường rồi. Rồi trước này trước nó kéo theo đậu phía sau. Cái đại đủ mẹ kéo lên này, có môn kéo cái chiếc máy cắt lên trên bờ luôn. Đâu kéo được. Kéo cho nó sát sát vô đây nè, mất cộng cho mẹ nó sợ kéo cái cắt lên mặt lên. Máy chết đâu kéo rồi. Cao su tắn sát be đó.
lên tới đây. Đó thì lú lớn. Có số không gài số? Còn mấy anh đây đang bông cao su rồi các bạn ơi, ở phía sau. Đây có cái máy bơm bình. Cây còng, cái còng này nó đang này không biết xin gì. Ở đây xua rồi. Không có cầu thang cũng được hết. Cầu thang đây đi. Giờ đắp đất rồi các bạn ơi. Tắn cao su vòng vòng chân. Đắp đất vô là bơm. Có mấy bơm bệnh đâu không biết nãy giờ. Đây quá là nhiều má. Thằng kia đậu lên chân. Chỗ đó khó đắp đập ha. Chỗ ngay chân cái nền máy khó đắp. Rồi giờ lên đây các bạn ơi. Lên tới trên mé giờ đang đắp cao su bơm nè. Em đi lấy mấy bơm lội qua. Mấy bơm bình. Lội hay ông này ông xung phong hay giờ ông gửi tú nè. Đây mua lúa rồi chạy ngang nhóc hết trời. Tăng cường miếng cao su mới các bạn ơi. Bây giờ bọc cái lái luôn. Bọc cái lái đắp sình rồi bơm nè. Cả nhớt kìa. Cả nhớt luôn. Đi bơm nước. Nghe máy bơm kịp. Bơm bình nha, bơm kịp. Đây, chắc thay nhớt kéo máy lên. Tát nữa nè, bơm rồi tát thêm. Nồi lấy chảo gì rồi tát rồi đó. Hai ba cái chảo tát tiếp. Thay nhớt rồi thay dầu rồi cây máy lên các bạn ơi. Muốn kiếm đường những ấy nhớt bọng nước còn gạt. Đắp đất sét vô nhà nó lặn dưới luôn. Này nó không có dính đâu đâu. Ừ. Nó dính mình thôi. Phăng rồi. Này mấy anh máy đây thì thay dầu thay nhớt nha các bạn. Mấy chở mấy thùng đây nè. Xách
cả dầu nhớt tôi ra hết. Xong máy 70 cũng chạy trên lộ luôn kìa. Chuẩn bị cho lui chiếc phà xuống nha. Nổi cái lái lên nè. Xuống từ từ á, đừng xuống cái một. Giật tay sao chịu nổi. Máy giật giật tay chịu nổi. Trời bản số xe dữ trời. Đợi chiếc máy kéo qua các bạn ơi. Máy kéo qua thả xuống từ từ mới được. Ở đây nhờ chiếc máy kéo chạy qua ha. Máy kéo này của chiếc máy 105 đang cắt vào kia. Chịu bánh lái người ta. Sửa máy, động cơ máy ủi nữa rồi. Ủi đi kiếm chỗ khác.
nữa. Giờ mấy ông anh ở đây tháo xích tụi ra các bạn ơi, dẹp các xích thì bây giờ không hết rồi đây, rồi đợi tay nhớt mấy đồ khởi động lại bình thường rồi. Tại vì lúc đậu thì máy không có khởi động các bạn, giờ thay nhớt rồi máy hoạt động lại bình thường.